Hoan hỷ kính chào quý chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Vậy, tướng người khổ trước sướng sau có đặc điểm gì? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Cằm đầy đặn. Người nào có cằm đầy đặn, hơn nữa đường pháp lệnh, đường vân chạy từ cánh mũi xuống tới cằm, rõ ràng và mở rộng dần, là người có tướng khổ trước sướng sau. Có thể khi còn trẻ, vận thế của người này không quá thuận lợi, phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Nhưng đó chính là lúc để họ rèn luyện bản thân, không ngừng vươn lên khẳng định giá trị của mình. Đến tuổi trung niên, người này thường gặp được vận đổi đời, đa phần sẽ trở thành người đại phú đại quý, có cuộc sống đủ đầy, con cháu hiếu thảo xung vầy. Tuy nhiên, nếu người có nốt ruồi nằm trên đường pháp lệnh thì đây lại là không phải nốt ruồi may mắn. Tuy có cuộc sống sung túc nhưng lại không hòa hợp với con cái trong nhà. Muốn cải thiện tình trạng này, đôi bên đều cần phải học cách bao dung cho nhau. Có bọng mắt, nhiều người cảm thấy rằng có bọng mắt sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của mình. Nhưng trên thực tế thì đây lại là một tướng mạo có phúc, là yếu tố chứng tỏ người này có số khổ trước sướng sau. Thậm chí là cuộc sống gặp nhiều điều thuận lợi ngay từ khi còn trẻ. Nếu là nữ mệnh, người này thường được gả vào trong gia đình phú quý, được nửa kế yêu thương, con cái có tài, tương lai có thể làm nên nghiệp lớn. Còn nếu là nam mệnh, người này có sự nghiệp thành công, vận đào hoa vượng, ngay từ khi còn trẻ đã được sự chú ý của nhiều người khác giới. Song cần lưu ý, nếu ở khu vực bọng mắt xuất hiện sẹo hoặc là nốt ruồi thì những năm tuổi trẻ, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều điều vất vả và lận đận hơn. Đến tuổi trung niên mới được hưởng những gì xứng đáng với mình. Sống mũi thẳng, đầu mũi tròn. Mũi được gọi là cung tài bạch trong nhân tướng học, thể hiện vận thế tổng thể cũng như là vận trình tài lộc trong suốt cuộc đời của con người. Vì vậy, người ta thường thấy rằng hình dáng mũi có liên quan mật thiết đến sự giàu nghèo của một người. Xem tướng người khổ trước sướng sau, người ta thấy người có tướng mũi đẹp là người có sống mũi thẳng và đầu mũi tròn. Người này có chí khí ngay từ khi còn trẻ, không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tuổi trẻ chính là lúc người này tích lũy kinh nghiệm. Đến độ tuổi trung niên, họ sẽ tìm được cơ hội để bộc phát tiềm lực của mình, đạt được những thành quả mà nhiều người có được. Họ sẽ tìm được cơ hội để bộc phát tiềm lực của mình, đạt được những thành quả mà hiếm người có được. Thời kỳ trung niên chính là thời kỳ đỉnh cao của người này. Họ sẽ đạt được song song cả danh và lợi, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người, trán cao và mịn màng. Người ta thường thấy rằng những ai có vầng trán cao, rộng là những người thông minh, tài giỏi, vốn có tri thức phong phú, có năng lực tư duy, đồng thời luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Sau người này không dành quá nhiều sự quan tâm đến chuyện tình cảm, thường coi trọng sự phát triển của bản thân mình hơn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Khi còn trẻ, có thể người này sẽ phải trải qua nhiều vấp váp trên cả lĩnh vực sự nghiệp và tình cảm. Nhưng mỗi lần gục ngã lại là một lần trải nghiệm, một lần tích lũy kinh nghiệm để trở nên vững vàng hơn. Xem độ tuổi phát tài thì đến tuổi trung niên, họ sẽ xác định được điều gì là quan trọng trong cuộc sống, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Họ sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc dù có thể không giàu, đến mức không ai sánh bằng, nhưng lại luôn hạnh phúc đủ đầy, khiến người người ngưỡng mộ. Ấn đường rộng, bằng phẳng, nhãn nhội, ấn đường nằm ở giữa hai lông mày. Thông qua ấn đường, ta có thể đoán được tính cách của một người, cũng như là dự đoán tài vận của người đó. Nếu một người có ấn đường rộng, bằng phẳng và nhãn nhội thì đó ắt là người ôm chí lớn, có những mục tiêu cao xa trong cuộc sống. Người này có tấm lòng bao dung độ lượng với người khác nên nhân duyên rất tốt, chắc chắn có cơ hội gặp không ít quý nhân và đối tác triển vọng. Vì vậy, dễ đạt được thành công trong sự nghiệp hơn người khác. Xem tướng mặt phát tài sau 30 tuổi. Nếu như người này có mũi cao, sống mũi thẳng đầy đặn thì kể từ năm 30 tuổi, họ sẽ đạt được thành tựu lớn lao, tiền tài ngập kết. Lông mày mảnh, mắt sáng, dái tai dày. Thông qua ba bộ phận lông mày, đôi mắt và đôi tai, ta cũng có thể dự đoán được tài vận của một người.
Người nào có ba bộ phận này cân xứng thì có khả năng tụ tài. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phản ánh thế giới nội tâm của một người, nên nếu ai có ánh mắt sáng, đuôi mắt dài thì chắc chắn là người có trí tuệ cao siêu, có tầm nhìn xa trông rộng, đặc biệt là trên con đường kinh doanh. Nếu người này còn có thêm dái tai dày, màu sắc hồng hào thì ắt là người mệnh đại phú đại quý. Thông thường sau 30 tuổi, họ có thể gây dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Miệng vuông, môi hồng hào. Miệng được ví như là cánh cửa phúc lộc. Nếu một người có hình dáng miệng hơi vuông, môi dày và hồng hào cộng với nhân trung sâu và rộng thì chắc chắn con đường tài vận cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa, trong công việc làm ăn hợp tác, họ là người chân thành, không so đo thiệt hơn nên thường được nhiều người yêu mến giúp đỡ, có quý nhân phụ giúp. Cho dù khi còn trẻ họ có thể sẽ gặp phải nhiều vất vả, thì sau 30 tuổi họ sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội giàu có, trở thành tỷ phú trong tương lai, trán rộng và đầy đặn. Trong nhân tướng học, vầng trán đại diện cho trí tuệ và quyền thế. Thông thường, người có trán rộng có vận thế khá tốt. Xem tướng mặt phát tài sau 30 tuổi, người nào có tướng trán như vậy thì thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp có nhiều bước phát triển vượt bậc. Cho dù tuổi trẻ gặp phải gian nan, nhưng nếu không đầu hàng cộng với sự giúp đỡ của người khác thì chắc chắn sẽ vượt qua được thuận lợi. Sau 30 chính là giai đoạn phát triển cao trào của người này. Họ có thể sử dụng kinh nghiệm tích lũy được để nắm chắc cơ hội tạo nên thành công. Ngoài ra, người có tướng trán rộng và đầy đặn còn là người có tài lãnh đạo, có khả năng chỉ huy người xung quanh, không những tài lộc vượt bậc mà danh vọng cũng hơn người. Cung điền trạch rộng. Cung điền trạch là khoảng cách từ mắt đến lông mày, đại diện cho khả năng tích lũy tài sản hoặc nhà đất của một người, có ảnh hưởng lớn lao đến quá trình phát triển tài vận của một con người. Cung điền trạch rộng, không có sẹo, nếp nhăn, nốt ruồi là tốt nhất. Người nào có tướng này thì khả năng tích lũy tài sản cao, sau 30 tuổi chắc chắn sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp, thậm chí đổi đời. Người này có cuộc sống vật chất đầy đủ, không bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền. Cuộc sống gia đình đa phần êm ấm, không lo toan. Nối tiếp chương trình hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những tuổi khi có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đứng đầu trong danh sách của chúng ta đó là những mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp, công việc hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của mệnh chủ tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi, được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn của năm 2020, mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân cũng sẽ được phát huy, càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có thể đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn sư tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho mệnh chủ tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm thì Thái Tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để có nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn.
các bạn nam nữ mệnh chủ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện không hề nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp với thái tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân cho thật tốt, tích lũy kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Mệnh chủ tuổi Thìn, tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả tốt. Sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính phải, tài tinh lại hợp thân, cho nên những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên về vận tài lộc trong năm nay tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam mệnh, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tí bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ mắc phải bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh tiềm khác, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên sử dụng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Ngoài ra thì hãy luôn mang theo bên mình mặt Bát Bảo Tâm Kinh để gặp hung hóa cát. Mệnh chủ tuổi Sửu, tiến sang năm 2020 tuổi Sửu, nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài các tinh. Tương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tí và Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển, vì vậy mà năm Canh Tí 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển trong mối quan hệ giữa cá nhân trong sự nghiệp tương lai sẽ rất cát lành. Về công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của mệnh chủ tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn. Nhất là những ai làm trong kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ khoản mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi, ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với mệnh chủ tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng phải họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tránh nói sai và bị kẻ tiểu nhân xúc diệm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Tuổi Tỵ, luận tử vi sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm phạm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất, lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải biết tự mình mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực, quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt,
Bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng cũng không có cơ hội thăng tiến, khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự, nhưng vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách đặt ra cho bản mệnh, để xem bản mệnh có bứt phá được hay không và có ai tạo điều kiện cho mình. Để sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên trì, giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực để chứng tỏ năng lực thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có được tương lai tốt đẹp. Năm nay thì tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng đừng vì thế mà buông xuôi, hãy cần nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Xét về đường tài lộc, năm nay tuổi Tỵ có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Tý Thủy nên bị cản trở trong công việc. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó về gia tăng. Tài lộc của gia chủ là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất chắc, còn không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nên kiếm việc làm thêm, tăng thêm thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lộng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư dả hơn. Đặc biệt là từ người kinh doanh buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm bất luận là mở rộng khách hàng hay mới, là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ dành cho lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và nguyên thần, còn gọi là đại hao chiếu mệnh, nên trong năm nay mệnh chủ sẽ có những hao tổn trong tài vận. Cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy thất tinh bát quái trận đồ treo trong phòng khách để kích hoạt công tài vận và quan vận rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh, muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức, muốn thăng quan tiến chức. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.